7 8 9 10 ăn là gì? Rồi chín. Si nùm. Si nậm. Si nậm. Si nậm là ăn bánh đó. Si nậm. Xin chào cô bác quý anh chị. Sau một buổi sáng thì các anh thợ cũng đã gấp rút hoàn thành xong cái khâu dỡ nhà. Và chiều nay thì các anh thợ cũng như là cô chính đây cũng đã cúng động thổ rồi nha. Cái mái che đằng kia bây giờ thì cũng giờ lại làm một cái chiếc giường để có thể là cô chính sẽ có thể ta túc ở đó. Mỗi khi mà coi đồ vật tư rồi các anh thợ chuyển đến đó cô bác quý anh chị. Ngôi nhà lớn này cũng đã dỡ ra được một phần rồi nè. Để mà có thể các anh thợ chiều nay anh đào để làm cái phần móng á. Đây cô bác quý anh chị. Và đây là cái phần cúng động thổ của ngôi nhà nè. Các anh thợ cũng đã đo căng dây rồi xong hết rồi. Cúng ở đây cũng gồm có hoa ha. Rồi ba ly trà. Rồi trái cây. Gồm có mãng cầu. Rồi cái này là nho, đây là lê. Trái này là trái hồng giòn và đây là cam. Cũng khá đơn giản thôi. Chỉ như vậy là được rồi. Đảo này là chiều nay mình làm gì anh Hợp? Đâm le. Đâm le hả? Đâm le đá hả? Mày đổ bê tông ha. Rồi đổ bê tông đâm le luôn á. Lấy lên ba tắc hả? Có tròn lên ba tắc. Mày đắc lên ba tắc. Dọn nhà cực không? Cũng được, có gì không có mấy anh em đi tiếp nè. Dạ hả? Vệ sinh ba cái mà lá nhà luôn. Lá nhà thấy hồi sáng dở ra đó nhiều lắm quá. Ừ, cái đồng nghiệp mình gì nè, đẩy. Cháu gột, phải đẩy tiếp mới hơn. Xong không đẩy tiếp đâu xong đúng không? Bề ngang ngôi nhà này là 4,5 m nha cô bác quý anh chị. Dài là 12 m, có 2 phòng. Một cái cửa sổ ở đằng trước rồi một cái cửa nữa. Rồi những cái phòng ở đằng sau, cái cửa đằng sau nữa. Anh Hợp á, kéo cái nhà này ra đằng sau luôn. Anh ở sau khi dỡ cái nhà đằng trước ra, quay ra đằng trước anh 1 đồng. Dỡ cái nhà đằng trước ra này á thì cái nhà này nó rất là trống và còn cái một cái sân khá là rộng luôn. Đây để mà cho các bé nó có thể vui đùa được. Cái nhà đó coi như là xong cái nhà này mới dỡ ra được. Dỡ đó ra luôn. Mà mỗi khi anh Vũ xuống á là mới dỡ ra nha cô bác anh chị. Làm ở đây cái nền ở đây thấy đất ở đây sao anh? Cũng được. Địa chất á? Cũng được, tại vì mình cũng cái này mình mà làm tiền chế cũng bình thường. Tại vì cái này mình đấu chạy dê sắt mờ chép vòng hết rồi xong đổ vậy luôn. Đất này đau móng cực không anh? Cũng cát khoa cát. Cũng dùng như dùng cô lao mình đất khoa cát. Dễ đào nha anh. Hết chấn thương tâm lý chưa? Hết chấn thương tâm lý rồi, nhờ bộ hộ tới hôm giúp đỡ. Mấy ngày hôm qua thì các anh thợ cũng có bình luận, cũng có buồn buồn là vì những cái bình luận đó. Thì cũng đã có lên giải thích gỗ gàng. Thì bây giờ cũng đỡ đỡ hơn tí xíu, lấy lại tinh thần để làm lại nhà mới. Chứ bây giờ buồn buồn hoài. Anh Hợp ha, chuyện nào qua cho mát này anh Hợp. Cho nó qua, để qua đây đi anh. Kêu vật tư chỗ cũ hay chỗ khác nữa? Ở đây sau trên là chút xíu có cái chỗ bán vật tư này. Chảnh xà quá xà tính chi phí không còn. Nhận này không rồi. Có dọ thử chưa? Chưa, người chảnh coi hợp đồng. Chiều nay là mình kêu vật tư vô luôn ha. Chút xíu đi liền với cái một mình đi chở đi theo, chọn biết cái chỗ này, địa điểm đây nè. Thôi em gửi tiền cho anh luôn đi ha, để cho anh gọi vật tư. Bây giờ em gửi trước cho anh là 30 triệu ha. Chết rồi, mới có mấy tiền lẻ anh đếm lại giùm em với nha. Em đếm cho anh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do các anh thợ phải làm ở xa cô bác anh chị nên là nữ là vật tư là gọi đến đâu là giao đến đó, là nữ phải đưa tiền cho anh trước để anh kêu vật tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi con này là 2 tỷ. Hai tí đã thua rồi. Đây là sáng với anh Thịnh, anh cũng tặng anh đi xa cũng tặng. Rồi. Bây giờ thì em cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân đó, bàn giao cho anh, gửi trước cho anh 30 triệu để anh gọi vật tư. Thì sau khi còn thiếu thì cứ nói em. Rồi có việc mà
xong nhà thì mình tính tiếp luôn. Được. Nếu thiếu nói em ha. Đây là số tiền của quý Mạnh Thường Quân, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ công bố danh sách Mạnh Thường Quân sau, cũng giống như những nhà những ngôi nhà trước đây á, để cho nó gọn. Và cũng chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều, cảm ơn anh Hợp ha. Thôi thôi bây giờ tranh đủ đi gọi vật tư đi. Dạ cảm ơn anh. Ở đây thì thấy nới cái nhà ra phía sau thì em thấy sát cái nhà vệ sinh luôn rồi nè. Cho nên gần đây thì nữa các bé đi vệ sinh thì nó tiện hơn. Có sao mình đầu dưới đầu trên vậy ra không tiện. Cái máy có thể phủ lên cái nhà vệ sinh luôn không anh? Ờ chắc phủ luôn quá. À phủ lên luôn ha. Cho có thể đi ra nó không có bị mưa, mưa chén rồi không mưa. Cô Chính. Đây cô Chính. Cảm ơn anh. Dạ, anh đi đi. Để cho anh Hợp đi gọi vật tư cả nhà. Dạ. Ở đây có cái hàng tre cũng mát ha. Con chào cô Chính. Cô Chính qua đây. Này sao rồi? Tối nay có lo ngủ ở đâu không? Thì lo thì cũng lo, có đều có, cũng có máy trước kìa, là mình lắc nữa cho mấy nó lấy cao su che lên mình ngủ. Còn ở mấy đứa cháu thì vợ ngủ tạm ở đây trước đi, rồi cái chừng nào vợ mình nó tính nữa. Chứ dụ mà yêu cầu đó lo cho ngủ thì không sợ lo đó, tại vì có nhà em dâu, nhà nó cũng rộng cho nó ngủ đỡ được. Nay mình ăn uống ở đâu cô Chính? Giờ nên làm bếp đó để đỡ tạm đó. Thì cái hồi nãy có cá đó là làm đồ ăn cho dùm. Chứ tôi thì sáng giờ cũng đi lu bu tới lui cũng hơi mệt. Con nó cháu kêu nó lại phụ nó cô thì làm đồ ăn có mấy đứa nhỏ ăn đó. Cứ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái quan trọng nhất, cái thứ hai là lo cho các cháu, còn việc mà làm nhà thì có thợ cũng đã lo hết rồi. Đỡ lo. Nên cô Chính cứ an tâm về cái việc đó. Dạ. Vài ngày nữa thôi, khoảng chừng 7 ngày nữa thôi là có cái được cái nhà. Dạ. Thì cũng mừng là biết sao không, tại cũng có rất là mừng và vừa mừng mà vừa cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân này nè, giúp đỡ cho bà cháu tôi có căn nhà mới để ở, đến thôi khỏi mỗi lần mua mấy đứa cháu tôi cuốn nó hết, mỗi lần mua nó cuốn nó cũng tội nghiệp nó chết luôn. Nằm ở trước thì sợ ma, ăn sao thì cuốn nớp vậy đó. Cuốn nớp là sao? Nó cuốn cái mờ nó cái bụng nó chảy qua bên giường mình, không có chỗ nào không có giọt á, nó vậy đó. Thì cái ơn trước thì nó giọt hết trơn đó, trước này sau này cũng giọt hết trơn rồi, ở sau nó cũng bị giọt. Không biết cô Chính vui hay không mà sớm giờ con thấy cô Chính nói chuyện thấy cười cười hoài á. Thì rồi vui mà không sao vui sao được, cười đó mới vui á, vui mới cười. Bữa nay có bất ngờ không cô Chính? Bất ngờ kết luôn kìa, sáng giờ chưa ăn cơm nước kìa, chưa có mừng quá trời. Sáng giờ ăn luôn? Không, sáng giờ tỉnh đi ra ngoài quán đó mua gì ăn rồi thấy gặp vậy đâu mừng hết đói luôn rồi. Hết đói luôn? Hết đói rồi, sáng giờ chưa ăn gì hết trơn, kìa uống hồi nãy nhỏ cháu nó quậy cà phê ống á, cho uống hết nửa ly rồi, đợi đó. Dạ. Cái nhỏ nó có lao vào tới bệnh mà kêu ăn cơm nó giờ cũng vừa mừng mà vừa lo vậy, chứ vừa cái lo thì ít thôi mà mừng thì nhiều. Mừng biết sao có nhà mới cho con cháu nó ở, nó an tâm, nó khỏi bị giọt tới giọt luôn vậy đó. Thì cái điện cho cái vợ cháu lại phụ giúp đỡ cái chuyện nặng nhọc thì nấu cơm hoặc là dọn dẹp vậy, chứ tôi đi vòng vòng hồi sáng giờ nó cũng hoài lắm rồi. Thì thôi nghỉ ngơi. Nghỉ, chứ cũng nghỉ mà nghỉ sao được, nghỉ vậy đi tới đi lui vậy cái nghỉ không có nổi đâu. Có lo tiền đâu trả thợ không? Không lo chứ. Lo tiền, sao? Tiền ăn con không có, tiền đã nợ con không có. Trả thợ. Trả thợ chứ không phải trả nợ. Trả thợ chứ không biết tiền đâu lo, chạy nữa nè. Tiền ăn cơm gọi là gì cơ chứ? Tiếng. Si bài. Si bài. Dạ. Còn nước? Phật thực. À. Còn cháu tôi kìa đó, giờ nó đi nó mừng đó, nó có quần cái thành thơ rong rồi kìa đó, nó ngồi vậy đó. Hiện giờ cô có suy nghĩ là cái căn nhà mình, căn nhà mơ ước này nó sẽ như thế nào không cô? Cũng là chắc cũng sang trang, cũng được rộng rãi cho cháu nó ở nó này. Nhà chắc hai phòng có vừa đủ không? Dạ chắc được rồi. Hai phòng là hai giường á. Dạ hai phòng hai giường, chắc cháu bà cháu ngủ được rồi đó. Bây giờ cắt cái nhà thôi, không có cái tiền mua cái giường nữa nè. Rồi bây giờ lo vừa lo cái giường không? Này là đó thiệt luôn á nha. Có giường cũ kìa, nằm có lại. Có giường cũ. Hiện nay thì cũng có một số cô chú anh chị Quý Mạnh Thường Quân á. Thì Bùi Hồ cũng nhận được số tiền cũng kha khá. Tuy nhiên thì mua nội thất này kia thì cũng nói chung là cũng còn thiếu. Cũng rất mong cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thể cho bà cháu có được hai cái giường cho nó là lặng ngủ. Nhưng khi thấy cái clip ở đoạn clip trước coi lại cái tự nhiên thấy cái thằng bé nhỏ xíu nó dịnh cái mầm rớt xuống. Có nghĩa là nó ghiệu lắm rồi, nó lâu lắm rồi, nó cũ lắm rồi, mấy chục năm rồi cơ chứ.
Lâu lắm rồi, cái người đó lâu dữ lắm rồi đó. Hồi đời bà ngoại còn sống tới giờ bà ngoại năm nay chết năm nay là hai mấy năm rồi. Rất là có bà ngoại mua rồi, còn bà ngoại còn sống tới bây giờ bà ngoại năm nay mất nữa là hai mấy năm rồi. Đó, mất năm tuổi dần lẫn đó, giờ năm nay hai mấy năm rồi. Rồi hàng xóm láng giềng rồi có lại chúc mừng dữ không? Ta cũng mừng dùm đó, nói trời ơi, anh em mày có nhà từ thiện các tao rất là mừng, các tao mày thì thấy mày bệnh thì cháu mày nhỏ nhỏ nữa. Nó có biết lo gì giờ nghe từ thiện các cái mạnh thường quân lại các cái nhà là tao mừng dùm mày, cháu có không có gì giúp. Như có lời giúp chúc mừng gì có nhà mới bà cháu ở đi thì bệnh vậy mà nhà gì sao dột rẻo hết trơn rồi thì nói dạ cũng cảm ơn bà con có bác mình ở gần gần này nè mà sáng ta đi ra nói của được cái nhà mới ở nói cho dạ chúng ta lại cất cho bất ngờ luôn á không hay thiệt chứ tự nhiên xách cái nón định đi ra mua gì có nói mấy ông này ở đâu ở xa lại tự nhiên lại chọt cái ngôi nhà của mình sập xuống không hỏi cái này định là đi tính định đi mua lại rồi gặp dạ. Con thì cô Chính cũng bất ngờ định đi mua cái gì để ăn sáng đó để cái cô ổng thấy mấy chú nó kêu quay trở lại trời cũng nghe mừng rồi hết đói luôn rồi đó giờ chưa ăn thì chỉ uống ly cái sữa đó rồi đó làm gì làm dạ. Nhà thì khi đã cất lên thì sớm muộn thì cũng phải cố gắng các anh thợ cũng phải hoàn thành cho nó xong ít ra thì có chỗ che mưa che nắng để mưa bão tới cũng khá nguy hiểm thì cô Chính cũng phải giữ gìn cái sức khỏe của mình để khi vô nhà mới thì con cháu của mình nó chạy nhảy thì mình cũng thấy nó vui chứ mà cô Chính mà cứ lo hoài mai mốt rồi nó ngủ không được nhiều đêm á nhỏ cháu nó la nãy kìa trời ơi cô kiểu ăn cơm nước kìa trơn kìa sáng giờ nó chết mẹ rồi nó ê ơi sao đại ca nghe sao thực bẹt cái nó sợ nó đổ nước bỏ nhiều rồi thì cái nó không lo cơm nó trường ngã bệnh nó một cái nó khổ nó nghe nó cho giờ nó không có đói chứ không có gì hết trơn đó ta cũng ăn có nghĩa là cái vui mừng của cô bây giờ nó quên đi cái quên đói rồi dạ cái nó bảo ăn đi chén nữa chén gì ăn đại chứ để có sức để lo sao đó bà ơi chứ ở bà nhìn đói hoài cái bà bệnh cái bà con chưa hết kìa nói ta cũng muốn ăn lắm mà nó chưa có đói không đói ăn cũng không có vô vậy đó vậy cái này mày có rồi tối mày thôi vậy để con pha cà phê ống nữa gói cho bà uống đi cho nó đỡ chút vậy là uống cà phê rồi ống hồi nãy đó nó pha còn bỏ cà phê nét cà phê á dạ nét cà phê đó chứ không có uống cà phê kia cô Chính mình cũng thông cảm như thế này nè ở nhà có một mình mà tới năm đứa cháu nó nhỏ lóc nhóc nó chạy tới chạy lui nữa hết quậy đồ này nó lấy đồ kia nó quăng đồ nọ là nữ không mọi việc dọn dẹp phải nhờ cô Chính đó tuy nhiên thì đến thời điểm này cô Chính bệnh cũng khá nặng thì đi tí xíu thôi là nó cũng đã đủ mệt rồi thành nữ là nhà cửa nó hơi bộn bề tí xíu mà thành nữ là mong sao cho cô khỏe lại cái con của cô thấy được những cái đoạn video clip này có thể trở về đây để phụ cô tí xíu để mà lo cho con cái mình chứ cộng đồng mạng đôi khi cô bác anh chị thấy nói mình thấy cũng có đúng một phần đúng khi mà mình bỏ đi mình đi làm mình không có gửi tiền về mà cũng không có nuôi con của mình nữa bỏ cho bà ngoại gì đó thì thành thử là bà ngoại mình một mình chăm năm đứa cháu sò xuể thành thử là vừa bệnh nữa rồi nhà một nát không biết sập lúc nào nữa đêm cứ mưa gió là tìm đường chạy bồng cháu trốn nữ là cũng mong rằng khi đoạn clip này lên á các em các chị có thể trở về để mà phụ giúp mẹ của mình để mà chăm đứa con vài ngày nữa đây thì cũng đã có nhà rồi về đây có rau ăn rau có cháu ăn cháu đào clip rau rồi trước trồng ăn cũng ngon vậy đó, đúng không làm thuê được bao nhiêu thì làm chứ bây giờ bỏ đi xa xứ mà không có tiền nữa thì thấy nó cũng có gì đó nó gọi là sai đúng không sai nên là nữ là ở nói đây hay là không có sự trách móc nhưng mà khuyên các chị các em có thể nhìn nhận lại để mà mình đi về đây phụ giúp mẹ mình đó thôi cô Chính cố lên nha đừng nói hồi đừng khóc nữa nha dạ hết khóc rồi mừng mà mừng ra nước mắt đó chứ không phải khóc đâu có nghĩa là cười ra nước mắt dạ sáng giờ có đi chùa để mà cầu bình an vô không vô chùa xa không chết xa ha xa đi đây nó đi xa à, nữ không có xe đạp rồi đi luôn đúng không ôi xe đạp đạp đâu có nổi nó đâu vậy thôi sắm cho bà chiếc mô tô giờ có biết lái đâu mình nó mô tô chứ sao đi bộ hay không? Là lái máy cày toàn đi bộ con đi tới đâu đi bộ tới đó có con cháu xe đạp kẹo không biết đạp hết nổi rồi đó thôi sắm cho chiếc xe bự bự cho chạy đi chở năm đứa cháu đi rồi cái vậy cái mong
Hạ năm mà cháu đi lên buổi sớm quá. Lên buổi là sao? Đó chứ có biết lái đâu mà đi. Có mong đi buổi luôn á, năm mà cháu chắc đi buổi có luôn. Có nhà xong mong ước gì nữa không? Dạ không có mong ước gì nữa đâu, yêu cầu có nhà rồi có cơm gạo ăn là được rồi. Chứ còn cái vụ mà sắm đồ đạc thì cháu có kể cái đó là thì theo duyên nợ mình đi. Cô Chính thì cô Chính nói mà mình thấy thương lắm. Sợ sau này trăm tuổi già nằm xuống cháu không có nhà nó không ở. Không có nhà ở. Thành thử là cũng lo, mà nay được sự chung tay của quý mạnh thường quân. Thành thử cô cũng thấy đỡ tuổi thân. Vì đâu đó còn những cái tấm lòng vàng, những quý nhà hảo tâm mạnh thường quân chung tay nhau để giúp cho mấy bà cháu có căn nhà. Chứ không ai bỏ. Đôi khi thì người nghèo á, những hoàn cảnh khó khăn người ta lại mặc cảm lắm. Và đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà ít tiếp xúc như trường hợp của Chính á, là những cộng đồng người Khmer á, ít giao lưu với người ngoài, sống ở trong cái phun cái sóc rồi thôi. Thành nữ là cái mặc cảm, cái tự ti nó lớn, nên thành nữ là đôi khi lại nhà giàu cũng sợ. Nữ ngày xưa mấy anh em cũng vậy, ngày xưa còn nhỏ nhỏ xíu gặp nhà giàu là tự nhiên mình thấy cái mình mặc cảm, mình tủi thân, mình không dám lại. Mặc dù là nó không có gì nhưng mà cái đó là cái quy luật tất yếu của cuộc sống rồi. Thành nữ sau này các anh em có dịp thì đi nhiều hơn thì thấy cái cuộc sống này nó đầy đủ yêu thương hơn và công bằng hơn. Cô ơi bán gì đó cô? Đó bán gì cô Chính? Bánh thì bánh chuối hả? Bánh tét có chuối, bánh nước chân nhân chuối vậy đó. Dạ tính mua cho cô Chính ăn đỡ đói nè. Thôi, ở đây qua quay này, qua quay này. Rồi cái quay này hay lắm nè. Đây, ở đây là có một cái cực kỳ hay luôn, đó là chạy đến nhà luôn. Đi đường này nha, cô Chính. Dạ. Các anh đi cẩn thận, ý là có chừng đinh đó, nhà bị dột á. Cướp cá hả? Đúng rồi. Ơi, còn thiếu này, này cái này mà theo cái tiếng mà thế hệ Gen Z gọi là ship tặng găng. Bán gì hả cô? Bánh này bánh gì? Bánh chuối. Này đâu hả bánh chuối đâu? Cái này kiểu luộc. Củ ghiền. Củ ghiền hả? Cô Chính đâu rồi? Qua đây cô Chính. À, chuối, khoai chuối. Này gì? Cái này củ lùng. Củ không phải củ lùng. Chuối gì đó. Đây gì? Kêu khoai lùng khoai chuối. Mày làm gì ăn? Khoai lùng. Lột. Luộc ăn gì nấu, gì nấu, cái này còn sống. Ăn sống được không? Ông ăn sao được mà. Hình như cô còn nhai trầu. Đúng không? Ông bà ngày xưa nhai trầu bởi vì găng thành nữ là còn tốt lắm. Này là bánh gì? Bánh tét nhân. Bánh tét nhân chuối hay bánh chuối nhân tét? Như vậy là một đòn bao nhiêu hả cô? Đòn cái 5.000 à. Tiếng Khmer gọi là gì cô? Num chét. Num chét. Ừ. Num chét. Chét cà nòn. Chét cà nòn. Là bánh tét ngon hả con? Nói sai con không biết nha, này cô dạy con. Nùm chét cà nón hay là nùm chét? Nùm chét. Nùm chét. Miệng chét cà nón. Con dài quá à, bốn chữ thôi. Nùm chét, chét cà nón. Đúng không? Nùm chét. Là bánh chuối, chuối ở trong á là nùm chét, nùm chét cà nón. Mơ cà nón là gì? Nùm chét ở trong. Nùm chét ở trong là chuối trong. À. Mơ cà nón là gì? Nùm chét. Ý là nhân chuối á. À bánh tét nhân chuối, chuối có nghĩa là chuối, chuối trong gọi là nậm chét. Mơ cà nọn là bánh tét nhân chuối. Nậm chét mơ cà nọn. Ăn là gọi là gì? Rồi chứ. Si nậm. Si nậm. Si nậm. Si nậm là ăn bánh á. Si nậm. Tại cũng như là mình lộn hết trơn, mình. À, sáng giờ cô Chính thôi cũng tò mò lắm, để mở ra ha. Đây con mở này nhiêu cái? 5.000 à. Bớt đi. Bán mắc quá à. Ngồi sớm còn gặp ở ngoài kia tao bán có 49. 49. Đúng rồi. Cái này cô gói hay là cô đếm lại? Gói. Hay là cô lấy của tay cô bán lại? Gói. Gói hả? Hồi nãy mấy anh em mình cũng hay là ăn cơm trưa khá bụng khá căng luôn. Nhưng mà tại vì mình có một cái thói là tò mò nữa là nó nụm chét mơ cà nòn. Nụm chét. Ăn đi. Thôi à, con mời cô Chính. Ở sáng giờ chưa ăn cơm. 4.900 có 500 đồng thối không? Không, thiếu đi. Ai thiếu ai? Tôi thiếu. Thiếu nhiều? Thiếu 100. Thiếu 100 nào trả? Không ngại. Nào trả? Nhiều? 5.000. 4.900. 4.900. Bây giờ 4 cái này nữa bớt không? Không. Bớt đi, 4 cái này là nhiêu? Là 20, cái này nữa là 25. Vậy là 24.900 đúng không? Ừ. Đưa 50 cũng được. Sao bà có chiếc xe đã như vậy? Bà có hai sọt vậy? Đã. Sọt này bán gì? Hả? Sọt này để bánh đi bán. Ừ, cũng bán bánh luôn.
Dạ. Một ngày bán được bao nhiêu cái bánh này hả cô? Một ngày bán cũng 50. 50 cái. 50 cái. Nấm chét mất cái non, nấm chét. Nấm chét. Nấm chét. Biết tiếng chưa? Biết tiếng Khmer rồi. Chưa có bánh tét. Một phi pram phần. Phi pram. Không biết. Bây cái nam là 25 ngàn đúng không? 25 ngàn. Bây cái nam bòn. Phi pram. Phở phê một năm. Cái âm của em á, khi mà em phát âm trong cái lưỡi lên nó khó. Là nữ là khi mình phát âm nó không có đúng. Là nữ là có gì, tại mới đi học thôi mà, giống như học sinh lớp 1 mới vô thôi. Con, cho nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn là cái gì? Cảm ơn. Cảm ơn đúng không? Nấm chét mơ cà non. Nấm chét mơ cà non. Đó nè. Nó nói đúng sai mà cô cười hoài vậy là sao? Nó nói sao? Con ơi, đúng. Bánh nè. Nói đúng mà đâu có. Chú cho nè. Bạn này nè, đây nè. Nói đúng mà nó hơi sai. Dạ có nhở. Đợi dạ. Nè chia cho mấy bạn kia ăn luôn. À con đi, à con đi. À con đi. Cảm ơn, cảm ơn. Bạn này nó gặp ốc đại nhạc cả sao? Đại nhạc cả. Là gì ạ? Ốc ca là gì? Ốc đại nhạc cả là ốc con tai hầu. Con tai hầu là mấy đứa bé ở đây được các bà ở đây chỉ cũng là nữ là ngoan. Nhưng mà con cái là nó nói tiếng Khmer mấy chú không hiểu. Rồi bye bye, nằm chết một cái đoạn A à, Khun. Cảm ơn, băng tại đây mất băng hết đất kho he. Đây là băng đất, cảm ơn nha. Đâu có băng bánh chứ đâu phải băng đất đâu. Băng bánh mà băng hết sớm. À chứ không phải là băng đất nha. Nữ là bán nhanh sớm, gọi là băng đất. Đó, vui không? Vui chứ. Cái mấy chú này quậy quá cô ơi. Có phải quậy là tại vui tính thì thôi chứ không phải quậy. Phiền không? Không có phiền. Phiền hồi sáng đó. Này gặp mấy ông thợ ông chọt chọt cái nhà của mình, cái bây giờ tối cháu mình không có chỗ ngủ. Cái trưa này cái nó lại nó quậy bà bán chuối, bánh chuối nữa. Bà gì thấy mấy chú này lóc chóc thiệt hơn. Tại vui tính vậy chứ thôi chứ có nó phải quậy đâu. Được mấy chú vui tính vậy đây cũng mừng cho có nhầm có chú thì ít nói thì hơi khó. Anh nói mặn nhăn vậy nè. Ít nói, về cái xây hơi mặt hơi hầm hầm thì sợ. Thành nữ là thôi thì cố gắng lên. Chọc cho cô vui, ta nói là một nụ cười bằng 10 thang nước bổ. Trong khi các nhà như thế này lo chỗ ngủ, lo chỗ ăn, rồi lo thợ thầy không biết mấy ngày hoàn thành nữa. Thành thử là cô cũng lo lắng nhiều, không có ăn nên là nữ gặp bánh chuối mua tặng cho cô miếng để cô có gì đó lót cái bao tử á. Thành nữ nó cũng ăn nhiều vô. Bây giờ cô được nhiêu ký rồi? Không có cân luôn. Cân sợ lo quá, sợ sụt ký thì bạn là này cái nọ. Sợ coi cái ký mình cái lo mình không dám cân đúng không? Không dám cân. Cân gì rồi mà bắt con người ta nói trời đất ơi, bệnh không lo thì bệnh ở đó mà cân. Ở cái tiếng đàn đó là gì cơ? Ma, đám ma. À đám tang đúng không? Đám tang dạ. Cái thằng đó nó thôi rồi được rồi. Dạ, bỏ. Nó biết sao không tại vì nó ba lần rồi đó. Dạ, dạ. Rồi thôi. Cái chuyện vui mình kể cái chuyện vui đi. Không nó. Tôi tưởng nó ở đằng kia là cái chùa gần đây á, nên là nữ là cái ở các chùa Khmer á, thường có những cái tiếng đàn như vậy, những cái ngày lễ như là Tết của người Khmer như Tết Don Ta hay là Tết Chun Chanam Thamay. Dạ. Bùi Hồ được dự ở ngay tại Trà Vinh này một cái Tết khá là đặc sắc vào tháng 3 giữa tháng 4 á. Là Tết Chon Chanam Thamay đúng không cô? Dạ, dạ. Và sau đó là Tết Don Ta thì chưa dự mà Tết Chon Chanam Thamay thì Tết đó là sau mùa gặt á. Thành nữ là giống như mà là một cái lễ hội ăn mừng mùa lúa mới á. Thì những cái clip đó thì Bùi Hồ có chia sẻ rất là đặc sắc luôn. Dạ. Là các đại sư là đi ngang là các cô đây là phải cúng dường bằng cách là gạo đúng không? Dạ. Hoặc là tiền đúng không? Dạ. Để cho các sư ban phước lành. Đó là một trong những cái lễ hội rất là đặc sắc của cộng đồng người Khmer mà vẫn còn nhìn giữ đến bây giờ. Vào chùa vui lắm, ở trong chùa phải nói là được trang trí rất là sạch sỡ. Cô báo của anh chị mà 15 tháng 4 đúng không cô? Dạ, rồi cái tắm Phật, bữa tắm Phật là bên với chú đi nhiều lắm. À, 15 tháng 4 đúng không? Dạ, đi tắm. 15 tháng 4 âm lịch hàng năm có một cái Tết của cộng đồng người Khmer ngay tại Trà Vinh rất là nhiều. Và đặc biệt là các ở chùa Sòi Sim ở Trà Cú á, thì nó gọi là Tết Chon Chanam Thamay. Dạ. Có lễ hội tạt nước đủ thứ á. Dạ. Giống như ở bên Lào mà trước Bùi Hồ đi. Thôi cô thưởng thức hết cái bánh đi để tiếp chuyện con hồi cái bánh ấy nữa. Nó có mềm đó. Tại hồi nãy chở. Bánh mềm này á cô ăn nó dễ tiêu hơn là bánh cứng. Bánh cứng nếp nó không tiêu đúng không anh Một Đồng? Không có, tại vì bà bánh ho vậy, tại bà không có trộn nếp, không có trộn gạo nè.
mới đép nó mềm vậy. Nếu mềm ăn ngon. Dạ ngon. Còn nếu mà bà trộn gạo vô là ăn hơi cứng cứng có. Mà nếp của người của cộng đồng Khmer ha, ăn ngon lắm, ngon hơn nếp của người Kinh của mình trồng. Cái giống nếp á. Tại lúc này ta không có đâm cốm dẹp thôi. Tới mùa tháng 10 ót á là ta đâm cốm dẹp nhóc luôn. Ót bông bóc hả? Ót bông bóc á. Đúng không? Biết được vài chữ đó. Nụm chét. Rồi bye bye. Đi lại anh thợ coi. Chào anh Hùng. Qua anh thợ cái nữa mình kết thúc được rồi ha. Chào anh Hùng. Sao anh suy tư gì dữ vậy? Nó có gì đâu. Dạ hả? Đang ngầu dính đất rồi sẵn hút thuốc lại đây ngầu nghỉ giải lao luôn. Rồi sao? Làm ở đây thấy vui không? Cũng vui, đâu có gì đâu. Anh Hùng lên hình thấy đẹp trai quá ta. Đẹp trai. Ha. Giống phải ca sĩ. Không đó. Người ta ca sĩ người ta đi hát, còn này ca sĩ đi làm hồ phía bọa ca sĩ. Cái mình đi làm sĩ chứ ca sĩ. Ca sĩ thì mình ca sĩ thực thụ thì không cần sân khấu, ở nơi nào cũng là sân khấu được. Chỗ nào hát cũng được chứ. Mà làm hổng gài thì cháu ngoại với vợ con có nhớ dữ không? Đâu nhớ đâu, mới về đây mới đi xuống quan này nhớ. Nói lần sau là đi tới Hòn Đá Bạc tận đất mũi đi nữa không? Thì tới đâu nói chung đi khỏi đừng ra nước ngoài được. Sao vậy? Trong đất nước Việt Nam cứ đi thoải mái. Đi đâu vậy? Đi nước ngoài tiền đâu mua vé máy bay đi ông. Cũng nói dễ lắm hả? Hồi trưa ăn cơm ngon không? Ăn cơm chỗ cũ hay sao? Không gần đây, gần chỗ chỗ mình ăn uống ghiêu đó đó. Trưa tụi em là đi lên thành phố Trà Vinh có việc, rồi sẵn đi rút tiền để chiều nay đưa cho anh Hợp á. Đi đặt vật tư, xong ăn cơm trên đó luôn. Nói chung là Trà Vinh ăn cơm cũng khá ngon anh, một đồng hả? Cũng phần cũng có hai mấy, 25 ngàn. Đúng rồi, ngàn. Mà cũng bình dân ha. Cũng bình dân. Dạ. Làm ở đây thoải mái hơn cơm dĩa. Đúng rồi, cơm phần thì đỡ ngán hơn, nó đỡ nhớ quê hơn. Có muốn nói lời nào với cô bác với anh chị không? Quý mạnh thư quân nhà hảo tâm không? Thì nói chung hôm nay thì đến mặn nhà của cô Chính đây thì nhờ cũng đồng mạng với nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, nó giúp đỡ cô Chính được như gì thì cũng mang ơn cộng đồng mạng với nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Cũng tạo điều kiện có anh em để đi làm. Cũng nhờ có thứ nhất là giúp được cho cô Chính, thứ hai là cho các bé nó có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, thứ ba là mình cũng có được cái công ăn việc làm. Mặc dù là xa vợ con tí xíu, mình cố gắng sắp xếp, nhưng mà cắt ở những cái ngôi nhà tình thương như thế này á thì mình thấy nó vui vẻ hơn, đúng không? Đúng rồi. Chỗ nào thì cũng là làm công ăn lương. Tuy nhiên thì mình tham gia vào cái việc mà cắt nhà để mà hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn, nó vui hơn. Vui hơn. Nhưng mà lên mạng bị chửi thấy nó buồn hơn. Thì nói chung thì cũng có bị chửi, bị nói, nhưng mà vậy nói chung mình không ai mà được trọn vẹn, chứ cũng có bị này bị nọ. Đúng rồi. Không ít thì nhiều. Ừ. Kể chửi nhiều thương nhiều. Chửi nhiều thì mình càng rút kinh nghiệm ra để mình cho cái ý chí mình nó vững tâm hơn. Nó gọi là mình không có bị gọi là từ gì cho đúng mà quên mất tiêu rồi. Nó cái tinh thần của mình á, nó càng ngày nó càng vững hơn, đúng không? Có những người sống trong cái sự bảo bọc hoài, không bị chửi, gây đôi khi bị áp lực về tâm lý. Chẳng hạn như anh Hợp á, anh Hợp thì ảnh làm thì đó giờ trước thì làm chỉ có chủ nhà, một là ảnh phát thảo của anh làm thì tham khảo với ý kiến của nhà cắt là xong. Còn bây giờ thì mấy anh em mình tự phát làm, rồi có sự so sánh, rồi có sự góp ý này kia, ý này ý kia vô, chứ đâu có một ý được một. Mà mỗi vùng miền nó cắt nhà mỗi khác nhau. Chẳng hạn như thế này, cô bác quý anh chị chia sẻ câu chuyện này thôi, cô bác quý anh chị sẽ thấy mỗi một khu vực, mỗi vùng miền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn như ở khu vực Đồng Tháp với lại An Giang á thì cắt là chỉ có 3 kèo thôi. Đồng Tháp, An Giang 4 kèo. Riêng ở cái những cái như là Trà Vinh, Cà Mau thì cắt lại 3 kèo. Thì nó khác nhau như vậy đó. Thành nữ cái cửa lối đi vào nó cũng khác nhau nữa. Nên thành nữ là mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái vùng miền khác nhau, và thậm chí là mỗi dân tộc khác nhau thì có một cái đặc thù riêng. Và cái mình luôn tôn trọng cái văn hóa và cái tính đặc thù của mỗi vùng miền anh đúng Hồng rồi, đúng rồi, mỗi vùng miền khác nhau. Cho mình không được lấy cái văn hóa của mình để áp đặt cho cái văn hóa của người đúng khác rồi, được. Đúng rồi, vùng nào thì theo vùng lấy. Dạ.
nên là nữ là mong cô bác quý anh chị thông cảm đấy. Ôi bây giờ các nhà là các nhà ba kèo kỳ cục vậy, thì ở Cà Mau hay là những vùng khác nữa lên nhà ở Đồng Tháp là các nhà bốn kèo kỳ cục, không phải đó là văn hóa rất là lâu đời rồi, bởi vì phong tục của ông bà mình để lại vùng nào theo vùng nấy. Ừ. Nên là thử nói ra để cho cô bác quý anh chị hiểu luôn. Có một cái sơ sức nhỏ mà về cái vụ bồn cầu thôi mà cũng kể hoài anh hợp sống chứ, mình sống mình không ăn không ngủ luôn. Bây giờ cũng đã xong rồi, mình nay mai cập nhật lại cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Sửa xong rồi sáng chạy xuống sửa xong rồi 5 giờ anh thức dậy anh xuống anh chạy anh sửa bồn cầu trước rồi đó. Đúng được không, cũng được lăn lộn hoài rồi. Đúng không được lần rồi. Thôi thì thông tin với clip này á cũng nói thông tin với chị Phương. Anh Hợp bây giờ cũng ăn ngon ngủ yên rồi. Cũng thông tin với cô bác với anh chị thì những cái gọi là những cái sơ sót nhỏ nhặt á thì góp ý thì các anh em cũng sẽ tiếp thu để cho nó hoàn hảo nhất, nhưng mà bây giờ cũng đã hoàn thiện rồi. Thì bây giờ mình chuyện qua rồi thì bây giờ mình tiến xây căn nhà tiếp theo, đặt hết cả tâm huyết nè. Và bây giờ cảm ơn anh Hùng, anh Lớn với lại anh Hợp rồi nữa, đội thêm anh Vũ nữa cũng đã đồng hành cùng với các anh em của tụi em trải qua sương gió nắng mưa ở trên những chặng đường đi và trên cả những cái dư luận nữa, nên thử cố gắng đi anh, đợi mình không cần ấy, chỉ cần ai chửi mắng thì ta giả điếc ha, đúng không? Đúng rồi. Rồi muốn nói lời nào với vợ con gì không? Con nói gì giờ mới đi qua này nói gì. Thôi thì chúc cảm ơn anh rất nhiều ha. Yeah. Các anh em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.